Ví dụ như mới cưới về thì muốn ở với bà mẹ thì ở với bà mẹ, còn không thích thì ở riêng. Tại vì là cô cũng có hai căn nhà cho thuê. Còn nếu mà thích á, ví dụ như thích, ví dụ như lúc đầu về thì thích ở chung, ở trong sau này thích ở riêng thì cứ tùy ở riêng. Từ từ về là nếu mà được là làm dâu nhà này tốt quá, cô chú rất là phúc hậu liền từ luôn á, có hai căn nhà cũng đỡ lắm. Em trai giới thiệu về mình. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào khán giả và chào chị Ngọc Lan. Dạ con tên là Châu. Gì Châu à? Dạ Huỳnh Văn Ngọc Châu. Sinh năm 93, con sống ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại là con đang kinh doanh online, máy vi tính á. Bên đó Ngọc Châu, bên đây Ngọc Lan á. Rồi, mời nhà gái. Dạ, xin chào mọi người. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Hoàng My, 29 tuổi. Em đến từ Vĩnh Long và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Châu có thể nói cho nhà gái biết là những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Châu. Ưu điểm của con chắc là ham kiếm tiền quá. Đúng rồi. Có tiền là con làm được. Không làm bậy thôi. Rồi vậy là tốt. Còn gì nữa? Dạ chắc là thông minh. Chứ tự nhận thì hơi kỳ nhưng mà mình thông minh, mình nói thông minh chứ gì đâu kỳ. Mình sáng suốt trong những cái công việc của mình, tự mình nghĩ ra, tự mình làm chứ thật ra không ai chỉ hết, nhưng mà tự mình bước trên con đường của mình luôn. Đàn ông phải mạnh mẽ lên, hoạt bát lên, chủ động hơn nữa nha Châu nha. Dạ. Tật xấu của con thì nhiều quá chú ơi. Theo mọi người xung quanh thì nói là con hay vô tâm với lại nóng tính. Ồ, điểm đó là yếu nhất của đàn ông luôn á. Mà phụ nữ không bao giờ thích cái chuyện vô tâm đó. Đúng rồi. Còn nóng tính là sao? Nóng tính là kiểu con đang làm việc mà ví dụ ai mà hay càm ràm á. Là con bực mình, con không muốn nói chuyện. Quýnh lại không? Bình thường con nóng thì con sẽ im lặng chứ không có chửi. Được, im lặng tốt. Rồi thôi mình tới với em gái bên này đi. Ưu điểm của mình là gì cưng? Dạ em hòa đồng với mọi người. Em thích nấu ăn. Còn nhược điểm của em là em có cái thói xấu đó là em hay mít ướt. Bên kia có chịu được không? Mít ướt lắm đó. Dạ được chị ơi, em dễ mà. Mình sẵn về cái câu chuyện mình hay mít ướt rồi mình nói luôn về cái tình trường của mình đi. Dạ hai mối tình chị. Mối tình lâu nhất của em là 4 năm. Tính gia trưởng á chị, cho nên là em bên kia gia trưởng là em thì hay mít ướt. Dạ. Nên là không có hợp được với nhau hả? Dạ. Vậy em nói luôn về cái tiêu chí chọn bạn trai của em đi để chị nói cho bên kia biết luôn. Em cũng dễ tính á chị. Ví dụ như em còn một người biết quan tâm chia sẻ với nhau thôi. Biết quan tâm. Dạ biết bên quan tâm. Bên kia hơi vô tâm đó. Thấy hơi lúng túng. Em vậy em chỉnh lại. Cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích đàn ông hút thuốc. Em không thích đàn ông gia trưởng. Bên kia nãy chị nghe vô tâm thôi chứ chị chưa nghe tới vô tâm là lúc trước thôi, giờ ta thay đổi rồi, bắt đầu ngày hôm nay ta thay đổi luôn rồi. Mà hỏi thiệt là thích con trai cao cao cỡ nhiêu, có ướm ướm thử không? Em thích con trai cao khoảng 1m7. Được, 1m7 được. Chào em. Mút sổ bắp. Thịt bắp đồ ngon lành lắm. Ngon lành. Cao đẹp mà. Đẹp trai mà. Lô cưng. Bên kia người ta không có thích vô tâm đó. Để em sửa. Em sửa ha. Cái đó sửa dễ mà chị. Bây giờ bao nhiêu mối tình rồi? Có hai. Một là do là mối tình đầu học cấp 3. Lâu dài thì mối tình thứ hai. Cách đây cũng 4-5 năm. Do bạn ấy còn nhỏ, tới 5 tuổi là còn nhỏ thì còn muốn thích đi chơi này nọ. Còn em thì 24-25 rồi thì em muốn lập gia đình. Chị thấy em rất là đẹp trai nha. Mắt mũi miệng rồi rất là đẹp, hài hòa. Và body cũng đẹp nữa thì tại sao mà em không tận dụng cái lợi thế về ngoại hình của mình để mà em livestream, em bán hàng thì nó sẽ tốt hơn. Cái đó em chưa nghĩ tới, với lại em cũng không nghĩ là em sẽ livestream để bán hàng. Em livestream được, em livestream em quay clip, em review về sản phẩm của em. Livestream rủ chị Lan livestream. Em không, em muốn livestream nhờ nhìn rủ chị đi, chị hỗ trợ cho chứ trời ơi, đẹp trai ngời ngời vậy mà không livestream uổng quá à. Mốt cầm máy tính lên nè, máy tính này nó đẹp như tôi vậy nè mọi người đó, đại loại vậy. Vậy để mốt em có mở kênh thì em liên hệ chị. Mình phải tận dụng cái ưu thế của mình. Dạ, chứ đúng á, chị Lan nói đúng á. Bây giờ mình phải show hàng cho mọi người thấy cái nào tốt, mình show hàng mọi người thấy rồi người ta vô người ta coi, rồi sau đó người ta mới nghe về cái sản phẩm của em thì nó đi vào lòng người hơn. Bây giờ làm mai làm mối hay là tư vấn lại? Dạ, không có, tại đây bé nó đẹp trai quá mà nó không có chịu xuất hiện cho đang nên là làm mai vậy từ lớn qua tư vấn livestream hả? Nói chung á là ở Ngọc Châu á gần như là đáp ứng được hết cái nhu cầu bên kia, chỉ có một cái vô tâm để qua coi nhà gái coi sao. Trời. Nhà gái được, dễ thương, cười rất là tươi ha,
rất là xinh gái à nha. Chừng nào lấy chồng được nè? À, dạ chắc khoảng 2-3 năm nữa. Hỏi cái tiêu chí bên đây sao nè, để coi bên nhà gái tôi có phù hợp không. Dạ tiêu chí bên em thì đơn giản lắm, biết kính trên nhường dưới. Trời, bên đây dư sức, nhà đúng gái tôi chịu quá. À, thôi bây giờ hỏi người thân ha. Em đi với ai cưng? Dạ em đi với ba mẹ em. À chết cha, có ba mẹ đó. Mình nói quá cho nói. Dạ con chào cô chú. Xin trước hết xin chào MC Quyền Linh. Dạ. À, xin chào MC và diễn viên điện ảnh Ngọc Lan. Chào thì nói vậy thôi chứ nhớ tánh của Ngọc Chào thì ở nhà nó cũng hiền. Làm nói chung là cũng không thuốc lá, không cà phê, cũng không có nhậu nhẹt, tại vì lâu lâu có bạn bè mới rủ thôi. Nói chung là cũng lo cho ba mẹ lắm, tại vì nhà có một mình Ngọc Châu, hai cái chị gái, có gia đình ở riêng, chỉ có con mình, có mình Ngọc Châu thôi, là con út thôi, sống với ba mẹ. Vậy là ở với ba mẹ nó lấy vợ về là làm dâu đúng không cô? Ví dụ như mới cưới về thì muốn ở với ba mẹ thì ở với ba mẹ, còn không thích thì ở riêng. Tại vì là cô cũng có hai căn nhà cho thuê. Trời mà thích á. Ví dụ như thích, ví dụ như lúc đầu về thì thích ở chung, ở trong sau này thích ở riêng thì cứ tùy ở riêng. Với lại hai nữa là vậy nè, cô chú cũng còn trẻ, tại vì cô chú cũng không quan tâm cái chuyện mà làm dâu ha, không làm dâu. Tại vì cô chú là trẻ, tự cô chú lo được, chừng nào sau này cô chú già yếu rồi hẳn tính. Cô thấy dâu dễ thương, dâu tương lai dễ thương không cô? Thì nói chung là thấy thì bé này thấy cũng được, cũng dễ thương. Hiền lành mà luôn. Tại vì thì nói chung là cô cũng muốn là hai đứa thì cũng cho nhau cơ hội để gặp nhau, nếu mà ấy được thì tiến tới. Con lên đây lâu chưa? Dạ con lên đây khoảng 5 năm rồi. Dạ. Ủa rồi ở dưới quê là ba mẹ con ở quê hết hả? Dạ đúng rồi, ba mẹ với anh con ở dưới quê. Đây mà đi về đó bao nhiêu tiếng đồng hồ ta? 160 km. À, thì để bác hỏi cho biết vậy. Dạ, dạ. Bác hỏi để bữa nào bác xuống. Tại vì đó, có đứa cháu là lấy vợ ở Vĩnh Long. Dạ. Nhưng mà nó nằm ở gần đài truyền hình Vĩnh Long á. Dạ. Tại vì là cũng có đi rước dâu ở dưới đó, nói là nhà bé nó là gần ở đài truyền hình Vĩnh Long là. Dạ. Tại muốn hỏi muốn biết thì ở chỗ nào á, tại vì nghe Vĩnh Long. Đó là đường Phạm Thái Bường. Rồi chú nói rồi con vài câu thấy. Nữ này thì cũng hiền, tạm được. Chứ cũng không có kiểu mà đanh đó. Ví dụ như vậy thì tái cũng tới hơi gạo. Hộp thì tiến tới hôn nhân. Và chú, cô chú ủng hộ 100% ha. À cũng ủng hộ. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Chào hai bác tiến đi. Dạ con chào hai bác. Từ từ về là nếu mà được là về làm dâu nhà này tốt quá. Cô chú rất là phúc hậu liền từ luôn á. Có hai căn nhà cũng đỡ lắm. Bây giờ mình đi với ai nè? Con đi với bạn của con. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. À, và chào gia đình nhà trai và toàn bộ khán giả ở đây. Điều là em là Quang, là bạn của Hoàng My. Em chơi với My cũng từ lâu, từ khi mà My mới lên Sài Gòn rồi. Đến với chương trình này thì em có thấy là bạn nam của mình rất là hoạt bát, rất là mạnh dạn. Tuy chia sẻ về cái cảm nhận của tự chia sẻ của mình là mình vô tâm và rất là nóng tính, nhưng mà em cảm thấy là điều đó với cái dân kỹ thuật về bán vi tính thì đó là điều hiển nhiên. Còn nếu nói về đối nhân xử thế gia đình thì em nghĩ là bạn này sẽ có một cái cách cư xử khác. Một mặt khác thì bạn này thì là khá là sáng sủa và có những cái định hướng và độc lập để cho cái việc kinh doanh của mình. Thì em thấy là bạn này cũng rất là tốt và có tương lai. Ủng hộ cho em My và bạn nam này sẽ có cơ hội cho nhau và được tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai người. Mở rào. Dài lắm em ơi. Bắt đầu đi Châu. Chào em. Dạ em có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em. Dạ hơi nặng. Không sao, anh khỏe mà. Dạ. Cái này thì anh hơi gấp nên nếu em bấm nút thì anh bền bù gấp 10 lần. Dạ em nữa. Anh cảm nhận người em như thế nào? Anh thấy em khá là hiền. Nhìn thì giống như bánh bèo. Dạ em cũng hơn bánh bèo thiệt. Thì anh thích cái mẫu người như vậy hơn là mẫu người hiện đại. Dạ. Dạ. Thích bánh bèo hơn bánh ú hả?
Bánh bèo dễ ăn mà chú. Mềm mềm, nó mặn mặn, ngọt ngọt. Em cảm thấy anh sao? À, em thấy anh thì cũng đẹp trai hơn là em tưởng tượng hôm nay. Hôm nay luôn hả? À? Dạ. Em ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở quận 4 và em cũng làm ở quận 4 luôn ạ. Em ở đó với ai? Dạ, em ở với một chị đồng nghiệp của em. Ở gần thì khỏe hả? Dạ. Vậy thì anh sẽ chạy qua đó. Chạy qua làm chi? Hẹn hò mà chị hỏi chạy qua chi rồi sao vậy? Anh thì dạo này bán cũng hơi ế, cũng khá rảnh. Nói chung là khi nào em rảnh thì em cứ nhắn tin alo anh là anh chạy qua. Vậy chắc nhà gái còn mong mắng ế hoài quá. Dạ. Ế hoài là chết luôn á chú ơi. Dạ, tại vì anh của em á, thì anh làm bên máy tính thì anh của em cũng bên sửa điện thoại với bán điện thoại. Thì ở dưới quê anh cũng làm bên cái mạng này. Dạ. Cho nên em hiểu cái này một xíu. Anh vô tâm thì anh vô tâm như thế nào? Ví dụ như người yêu anh bệnh thì anh có bỏ người yêu anh đi chơi không? Cái đó thì không. Thí dụ có cái ngày lễ lộc gì đó mà anh quên đi được không? Sau này anh sẽ nhớ. Đấy là trước đây thôi. Dạ, dạ, cái đó không sao anh. Em không có quan trọng cái vấn đề lễ này kia. Tại vì thường em cũng nghĩ nói với nhau, chúc nhau vài câu là được rồi. Em không có quan trọng quá vấn đề. Rồi, bây giờ Châu đến nắm tay My đi. Nói hết những cái tình cảm nãy giờ. Cái này hiền dữ vậy trời. Cho anh nắm tay em nha. Dạ. Nãy giờ thì anh thấy em cũng gọi là giống cái suy nghĩ của anh á, nó cũng bánh bèo. Nè, không, em bánh bèo đó thì em bánh bèo. Anh cũng thích như vậy. Dạ. Yeah. Mít ướt dừa ha. Đừng hết nước nhiều quá cũng hơi đau đầu. Thì anh chỉ vậy thôi. Dạ. Yeah. Em run quá. Tướng này là chắc tướng tập gym đúng không? Dạ cũng có. Nói chung là anh thấy em rất là đúng gu của anh, nên anh rất là mong em sẽ bấm nút để mình có thể cho nhau một cơ hội để rồi tiến tới xa hơn. Em có muốn nói gì nữa không? Dạ không. Thế này là nó muốn xuống sân khấu nó nói rồi, thôi về chỗ cho tiến hành làm thủ tục thôi. Các bạn sẽ bấm nút, các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Bây giờ chính thức là hai trẻ đã hẹn hò với nhau. Cảm giác Châu thì giờ thế nào? Dạ em cũng rất là vui. Rất vui, nói gì với ba mẹ đi. Dạ nói chung là ba mẹ thấy được không? Bây giờ ba mẹ thấy được rồi đó. Con á là ví dụ như là tìm hiểu như với nhau rồi hợp tình hợp lý, rồi ví dụ như cái gì cũng là ví dụ như yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Ba mẹ là mấy chục năm nay nữa mà chưa bao giờ mà ba là chưa bao giờ động tay động chân với mẹ một cái gì hết. Hai đứa, hai đứa hứa đi. Ba mẹ anh dễ rồi. Em con hứa với ba mẹ là con sẽ cố gắng gìn giữ cái hạnh phúc của mình. Dạ, để mang sự niềm vui đến cho ba mẹ. Là nói với bà, nói với cô chú là lỡ mà tụi con có gây lộn nhau thì con mét cô chú nha. Dạ. Không, cái này nếu mà hai đứa có gây lộn thì để hai đứa tự giải quyết. Dạ. Thật ra thì đôi khi em cũng nên chia sẻ. Nếu mà giải quyết không được á, chia sẻ, ở đây có người lớn nè, chia sẻ thì có thể ba mẹ ở cái góc nhìn của người lớn rộng hơn thì có thể cho lời khuyên cho tụi em nó tốt hơn. Dạ. Coi như với tâm bình á, mẹ và ba của My cũng đang xem. Chào hai bác. Nếu như mà hai bác có xem chương trình này thì con muốn nói với hai bác là con muốn xin phép hai bác cho con được tìm hiểu My. Rồi con hứa là sẽ không để My phải buồn hay là khóc nhè gì giống nãy. Dễ thương quá. Rồi đó. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi
Bây giờ em trai giới thiệu đi. Trước hết em xin gửi lời chào đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ vâng. Thì tên là Nguyễn Hữu Cường, em sinh năm 1987 ở Hà Nội. Tại em đang đào tạo để trở thành võ sĩ MMA, võ tổng hợp. À, rồi Cường sinh năm 87 đó, võ sư đó. Vâng, em có học 6 môn võ rồi. Sao tự nhiên nhấn mạnh chữ võ sư quá vậy? Để cảnh báo bên nhà gái vậy đó. Nè. Không, em học võ mà em không đánh phụ nữ rồi em. Mình cảnh báo thôi mà, đâu có đánh ai đâu. Bây giờ nghe nhà gái giới thiệu một cái là hết hồn liền nè. Giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả. Em chào bạn nam bên kia. Em tên là Kiều Anh, năm nay em 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Văn phòng mà làm công việc gì, gì cụ thể là làm gì ạ? Dạ, em làm bên kiểm toán ạ. Dạ, kiểm toán là con số đó, nhức đầu lắm đó. Rồi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm nhà gái là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là một tiếp phụ nữ của gia đình. Em có thể nấu ăn ngon. Có thể nấu ăn ngon là sao? Hên xui đó. Không, em nấu ăn ngon, em nấu ăn được anh. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em là em hay giận. Ủa, hay giận là sao? Nó có thể cụ thể hơn được không? Cái gì không vừa ý em là em giận. giận cái gì cũng giận. Gái mà chị. Bên mình hãy nói cho nhà gái biết coi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Vâng thưa anh, điểm mạnh của em là em biết võ thuật. Em học 6 môn. 6 môn? Võ gì kể con nghe nào. Em học Taekwondo, xong chuyển sang Thiếu Lâm, xong chuyển sang Vịnh Xuân, xong Tán Thủ. Rồi. Thất Sơn Thần Quyền. Và bây giờ em học thêm võ tổng hợp MMA. Dữ gì đó hả? Và em học cả boxing và Muay Thái nữa. Coi như cả đời học võ đó. Chút mở lầu em làm một vài thế coi chơi cái nha. Không, vâng, bây giờ làm liền. Ra mắt nhà nữ không? Bây giờ làm liền. Để hồi ra mắt hả? Cô gái kia cho nó ta thấy luôn, thấy không? Chào em. Thôi vậy thôi đi về. Chứ tính đi qua kêu trổ tài cho coi trước. Hồi để ta làm bài bản cho nhà gái thấy luôn, thấy không? Ok. Em có tật xấu gì không Cường? Dạ, tật xấu của em là mải chơi. Mải chơi. Chơi gì mà mãi chơi vậy? Em mà chơi game. Võ sư này chắc là chơi võ lâm truyền kỳ dữ lắm nè. Em thích chơi game, game gì? Game đánh nhau. Game đánh nhau. Kêu võ lâm truyền kỳ cũng chịu. Học võ đánh ngoài cũng được, đánh trong game. Vâng đúng ạ. Đúng không? Nó hai cái đều giống nhau. À, có mấy mối tình rồi? Mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. Đơn phương thì em cũng có chắc khoảng 5-7 mối. Chắc khoảng 5-7 mối. Trời ơi, cái gì mà đơn phương nhiều vậy? Mà sao em nhát, em không nói hay sao? Em yêu người ta không nói. Em thể hiện em tỏ tình hết nhưng mà người ta không chịu. Trời, xui vậy trời. Chị người ta bảo là có người yêu rồi thì em không muốn phá hoại tình cảm của người khác ấy. À trời, xui quá. Rồi ngoài 5-6 cái mối tình đơn phương đó là có cái mối tình chính thức nào không? Chính thức em có hai mối tình, mỗi mối tình được có 1-2 tháng. Trời ơi, chính thức mà tới 1-2 tháng lần đó. Chỉ mới quen biết vậy thôi hả? Có nói là yêu thương gì chưa? Dạ không nói mà tiến đến luôn ấy. Có hả? Đến A đến Z rồi. A đến Z rồi. Trời ơi, 1-2 tháng. Thấy chưa? Mới 1-2 tháng từ A đến Z luôn á. Đừng có giỡn. Tự nhiên cái tim nó đập. Thấy chưa mà mối, coi gì chứ ta có tài lắm. Chơi đoàn tấn công không đúng không? Đâu, toàn người ta tấn công em thì được. Em tấn công thì toàn là thua. Sao chia tay? Chung là cũng không hợp chứ. Bạn gái đầu tiên thì bạn ấy cũng kiểm soát em nhiều quá nhỉ. Vì sao với cả cứ đòi chia tay nhiều thì tự ái đàn ông ấy thì mình cũng chia tay luôn. Chia luôn. Ta đòi chia tay nhiều quá ừ luôn. Quen có 1-2 tháng mà đòi chia tay mấy lần? Phải đến gần chục lần đấy. Trời, trời đất ơi, cơ trời. Chào anh. Chào em gái. Xinh xắn đó. Xinh, rất là xinh. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ. Lâu không? Dạ, cách đây 2 năm. Nhưng mà vì công việc em bận quá nên là cũng không có nhiều thời gian để đầu nhưng tư. Nhưng yêu nhau mấy năm á? Yêu nhau cũng có 1 năm thôi. Giờ còn bận không? Dạ, giờ đỡ rồi. Giờ đỡ bận rồi.
Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, người yêu lý tưởng của em thì bạn đó phải nam tính. Bên đây nam chắc rồi đó. Chắc nam rồi đó. À, từ A tới luôn. Dạ. Mà sống là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm. Dạ, phải bản lĩnh. Phải là một người cho em có đủ khả năng dựa dẫm khi em cần. Yên tâm, không nào giống Quýnh em đâu. Sáu môn này. Đó, không ai dám đụng tới em. Tám môn này, bữa em mới học thêm 3 môn. Bữa em mới học thêm 3 môn. Thấy chưa? Thấy chưa, đừng có lo, đừng ai đụng tới em hết. Hồi mở mà, mở rào múa cho em coi nè. Vậy em không thích đàn ông cái gì? Không thích đàn ông nóng tính. Cái này thì không chắc này, bên này kia có nóng. Nhưng mà nhào nóng trong nhào chơi game, quýnh trong game thôi, không quýnh ngoài đời. Vâng vâng đúng rồi. Đúng không? Vâng vâng đúng rồi. Thấy chưa? Biết mà. Còn gì nữa không? Không thích gì nữa? Dạ không thích đàn ông nói nhiều. Mày... em ý nói. Càng hay em không nói câu. Nhiều lần đây thanh minh hết rồi đó, được chưa? Dạ. Ok. Còn em? Dạ em thích sao? Em thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Trời ơi, trời ơi. Được đó. Được đó. Biết người ta bên đây sao chưa mà đòi giống. Nhưng mà tôi nghe tôi cũng thấy được á. Nếu mà tôi nghe bây giờ tôi cũng thích người như vậy luôn á. Thích người cao hay thấp? Cao thấp thì anh cũng không quan trọng. Mập hay ốm? Không ốm quá. Được, bên kia mấp mép, mẫm mỉm. Được, đúng không? Được. Đúng mẫu. Bên đây có dao có thịt lắm. Bên đó không bằng bên đây đâu. Bên đó không bằng bên đây đâu. Dẹp đi nha. Bây giờ ngoài cái tài đánh võ ra em còn ca hát, nhảy múa gì được không? Em có hát được Lam Trường ạ. Rồi, hát cho bên kia nghe nè. Vâng, em xin phép gửi đến các vị quý khán giả và anh Quý Linh và... Mình hát thôi, mình dò quá, một hồi nó rách cái quần đó. Nãy giờ tôi thấy dò dữ lắm. Em xin biểu diễn bài hát Anh Luôn Chờ Mong của Lam Trường ạ. Trong đêm thu khuya vắng, mưa từng cơn. Trong đêm thu khuya vắng, mưa từng cơn. Anh lang thang trên phố quen ngày xưa. Sao em anh mới biết bao ngày qua. Ngày tháng trôi đi, lòng vẫn thiết tha hoài mong. Wow wow, wow wow, wow wow. Anh Lam Trường phải có cái đó. Hồi hôn xưa phai gió, đêm quanh hiu. Miên man bao nỗi nhớ, đêm dài thêm. Em yêu ơi có biết, anh chờ em. Từ phút giây mong chờ, mình có em. Biết ai vẫn còn yêu anh. Hay em đã vội quên. Biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ơi. Thương bao mãi luôn được bên em. Sao em tình yêu người yêu ơi. Anh luôn mong chờ. Biết em vẫn còn yêu anh. Hay em đã vội quên. Biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ơi. Thương bao mãi luôn được bên em. Chào em tình yêu người yêu ơi. Anh ơi. Được rồi. Em hát thôi. Này là coi như em ruột Lam Cường á. Hát rất giống Lam Cường. Vâng. Mọi người gọi em Lam Cường. Thôi vậy để nói vui đó. Một người đàn ông rất là thú vị nha em gái. Rồi. Bây giờ nè, người thân của em đi là nay là ai? Sau đấy người thân em là em trai họ em là Tuấn Anh ạ. À em họ đó. Xin chào quý khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Tuấn Anh, em là em họ của anh Cường. Thì em thấy bạn nữ bên này rất là ok. Bạn rất là dễ thương, bạn rất là hiền dịu. Và con người em cảm thấy là một người rất là có trách nhiệm. Và một người mà phù hợp mà cho cuộc sống gia đình ạ. Dạ, em xin hết ạ. Đi với ai? Dạ em đi với chị dâu của em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và dạ, chào các anh chị khán giả trong trường quay. Cá nhân em thấy thì bạn nam bên này rất là vui tính, cũng chất phác, hiền lành. Em hôm nay đi là chủ yếu ủng hộ với cổ vũ cho em anh. Em anh thì là một em chồng rất là ngoan, hiền, giỏi nữa, lại độc lập nữa, nấu ăn cũng ngon, làm việc trong công việc thì cũng rất tốt. Thì chắc là do bận quá cho nên đến giờ vẫn chưa kiếm được ai ưng ý.
Thì hôm nay lên đây thì em cũng mong là em anh sẽ kiếm được bạn trai để đi về. Em thấy anh này được không? Dạ em thấy anh này hiền. Nhưng mà chủ yếu là do quyết định thì cũng do em anh quyết định. À nhưng mà được đúng không? Dạ được. Vui không? Dạ vui. Bây giờ nè, mình mở rào. Bạn thể hiện. Đã không em tặng hoa chưa? Chưa. Mình đi đường quyền liền. Đường quyền chứ. À, không sợ bạn sợ. Không có sợ, bạn ngồi coi em. À. Mình vô cái là làm một loạt liền. Tất cả những thế nào đó. Em thích lý lòng. Đúng rồi. Lý lòng. Em muốn làm gì làm. Tạo dấu ấn đầu tiên cái đó. Dạ vâng. Rồi vâng, sau nó tặng hoa sau. Chuẩn bị sẵn sàng. Mở rào. Lui quân. Nào, quên lên này. Đây đây anh. Gấp quá. Nào quay lại là chơi liền nha. Hey, hey. Tưởng đâu mày có đá luôn. Vô. Em ơi. Mà không. Không hả? Ừ, không thì được. Đến chương trình anh ơi. Dạ, em cảm ơn em. Không, anh cảm nhận coi. Ấn tượng không? Dạ. Dạ. Ấn. Ấn tượng không? Ấn tượng không? Dạ, có. Trời ơi, người ông này có thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi luôn. Tìm người này không khó đâu. Không phải dễ. Rồi, được rồi. Rồi đi em. Hay lắm, anh thích em rồi đó. Không? Vâng, cảm ơn anh. Thích em rồi đó. Đó, người đàn ông phải bản lĩnh như thế đó. Hình như hồi hộp dữ lắm phải không? Vâng, em... Nhưng mà mệt không? Mệt không? Hỏi thiệt có mệt không? Không, em bình thường. Không, vậy là khỏe lắm á. Thôi, mình trả không gian cho hai bạn. Chào em, anh Cường. Rất vui hôm nay được gặp em và qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình có duyên gặp nhau thì... Nói để đừng có già trà cái quần nữa thì... Em không biết nói gì. Bối rối. Vậy em tên là gì nhỉ anh? Dạ, em tên là Oanh. À, em tên Oanh ạ? À? Thế là em... nhà em ở đâu? Dạ, quê em là ở Khánh Hòa, còn em đang sống ở thành quận 7. À, anh cũng ở quận 7 ấy. Dạ. Mình cũng gần nhau nhỉ. Dạ. Khi nào có dịp thì mời em đi cà phê. Thì dịp này chứ dịp nào. Em thường khi thời gian rảnh thì em hay làm gì? Khi rảnh thì em hay đi chơi với bạn. À, thế à? Dạ. Thế ngoài đi chơi với bạn thì em có cái sở thích gì không? Em thích nấu ăn. Mỗi nấu ăn thôi. Em cũng ít sở thích nhỉ, đúng không? Từ từ tìm hiểu sau anh. Thế cho anh hỏi em về cái quan điểm hôn nhân và tình yêu của em như thế nào? Quan điểm của em thì phải tôn trọng nhau và tin tưởng nhau. Quan điểm về hôn nhân và tình yêu của anh là anh thì anh hay thích xem phim trưởng, rồi chuyện trưởng. Thì thường là hai nhân vật chính thì người ta yêu thì người ta sống chết vì nhau ấy. Đấy. Là vậy đó hả? Là tức là thích một cái tình yêu giống phim trưởng vậy hả? Đúng rồi chị ạ. Một tình yêu chung thủy sống chết cùng nhau. Em có ý định khi nào mình sẽ kết hôn không? Dạ, thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Hay nha. Rớt tim, rụng tim. Bây giờ nè, em bước tới nắm tay cô ấy. Em nói những cái cảm xúc của mình về cô ấy nãy giờ. Em ấy là người thế nào, em nói cho cô ấy biết. Cho anh nắm tay. Không phải bắt tay. Nắm hai tay vậy nè. Đúng là gì đó. Đó, như vậy đó rồi nắm. Thì anh cảm thấy là em rất xinh. Và cũng hiền lành. Có cảm giác được đây là một nửa mà mình đang tìm kiếm không? Mình để thời gian trả lời. Rồi, thôi trở về ghế ngồi đi. Được rồi đó. The Great Wave. Toshiba.
hãy cho nhau cơ hội. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép, có thể là mảnh ghép của mình. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm để nút bấm đó cho người khác. Hãy quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Thôi bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi. Bắt đầu bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Oanh. Dạ. Gia đình có hối gì chưa? Dạ, ở cái này là gia đình em đăng ký cho em. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là gia đình hối lắm rồi đúng không? Dạ. À, bây giờ nè, mẹ Oanh, gia đình Oanh đang xem chương trình đó. Cường nói vài câu đi. Dạ vâng, cháu chào các bác bố mẹ của em Oanh. Cháu xin phép các bác và ông bà cho cháu được hẹn hò với em Oanh. Và nếu chúng cháu có duyên và đến được với nhau thì cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho em Oanh đến hết cuộc đời. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Trần Thị Mỹ Tiên. Em là sinh viên học khoa cơ khí. Năm nay là sinh viên năm tư. Wow, cơ khí, em học bách khoa. Dạ. Hiện tại thì đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở thành phố Thủ Đức. Quê mình ở đâu? Mẹ em thì ở Quảng Ngãi, còn ba em thì ở Đồng Nai. Rồi Mỹ Tiên còn rất là trẻ, sinh viên đại học bách khoa, sinh năm 2000. Mời nhà trai. Trước tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này. Em tên là Thái Sắc, em sinh năm 94. Trước em cũng là sinh viên bách khoa nhưng mà bách khoa Hà Nội. À, bách khoa Hà Nội hả? Dạ vâng ạ. Tên là gì? Thái Sắc ạ. Thái Sắc hả? Dạ. Đúng là sắc thái, vừa thái vừa sắc. Học bách khoa là sắc học cái gì? Em học ngành điện. Ngành điện. Điện dạ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của nhà gái thế nào nè? Dạ thì mới gặp thì em hơi ngại, thành ra là hơi ít nói. Nhưng mà khi mà gặp lâu rồi thì em nói hơi nhiều. Em còn nói nhảm nữa. Tức là rà trúng đài em là bắt đầu là em bung luôn. Dạ em bung luôn, em kệ người ta luôn. Nhiều bữa em đi chơi với bạn em về xong em kiểu chết rồi, mình nói nhiều quá, không cho nó nói một câu nào hết trơn. Trời ơi. Ủa là em nói nhiều tới mức đó luôn á hả? Dạ hồi đó lúc em còn nhỏ á chị, cái mẹ em bị đau đầu, cái mẹ em kêu là Tiên ơi tôi xin lỗi mình chứ mình đừng nói một giây cho tôi đỡ đau đầu được không. Em vẫn nói. Dạ em nghĩ sao mày? Bởi vậy nên là khi mà em giận cái gì á là em hay lôi ra em nó qua nó lại. Trời ơi mình không có giận đâu, nhưng mà vậy á ai hiểu. Vẫn chưa hiểu lắm. Dạ chị. Rồi bây giờ khuyết điểm là cái gì? Dạ đó là khuyết điểm của em á chị. Ưu điểm là khuyết điểm luôn. Dạ nó nhiều lắm. Em còn bị đơ cơ mặt nữa chị. Ý đơ là... hả? Dạ là mặt em nó cái gì này? Đơ chỉ gây cơ hả? Người nhà em nói là chị mà để cái mặt này ha, người ta tưởng nó chị chê người ta. À. Em cười á chị. Nói là cười là chỉ cười tới đó thôi hả? Dạ em cười tới đó. Để hồi tôi qua tôi coi đơ, mặt đơ thế nào. Thái Sắc nè, ưu điểm khuyết điểm là gì? Về ưu điểm là em là cũng là kiểu làm về lĩnh vực kinh doanh, có nghĩa làm sale, cũng có một chút về cái năng khiếu để giao tiếp. Khuyết điểm của em thì là người hay suy nghĩ, và thứ hai nữa là cũng hơi một chút gì đó nóng tính. Nóng tính hả? Vâng, nóng tính không phải theo kiểu vũ phu đâu, chỉ là nhiều lúc công việc stress hay gì là mình kiểu như phát nóng tiết. Lắm là làm gì? Cũng chỉ là hét thôi chứ không có làm gì cả. Hét lớn không? Cũng bình thường. Bây giờ hét thử đi. Anh ơi đừng có hét từ từ để em chuẩn bị tinh thần, em bị giật mình. Bây giờ mình giả bộ mình nóng giận cái gì đó cái mình hét lên thử coi nó mức độ nó tới cỡ nào. Đằng bên đây người ta còn chuẩn bị tinh thần. Đâu em không hét to đâu, em chỉ là ấy thôi. Nhiều lúc là kiểu như là đập bàn đập ghế thôi. Có nghĩa là mình trong tầm kiểm soát. Không có gây sát thương cho người khác. Dạ, đúng không? Dạ. Chứ nóng mà gây sát thương người khác cũng mệt lắm á. Không có đâu, không có. An tâm rồi. An tâm chưa? Nãy nghe nóng cái hết hồn phải đi qua coi liền luôn vậy đó. Dạ. Mà nghĩa là thấy ngoại hình được. Nói có đường tình duyên thế nào nói với Ngọc Lan nghe nào. Yên tâm quá. Giờ đường tình duyên ngày xưa của mình như thế nào nói cho chị nghe coi. Em thì có 2 mối tình. Một mối tình là từ thời cấp 3 và một mối tình là từ năm 2 đại học. Mối tình học sinh thì cũng theo kiểu như là thích thôi, chưa phải là yêu. Còn đến mối tình sâu đậm thì năm 2. Thì do chia tay là có nghĩa là còn trẻ, thành ra là nhiều cái là mình cũng chưa từng chưa trải. Chưa chín chắn hả? Dạ vâng, chưa chín chắn, thành ra là chia tay. Rồi bây giờ chín chắn chưa? Chín chắn hơn một chút ạ. Bây giờ mình làm việc vậy có đủ kinh tế để có thể lấy vợ chưa? Hiện tại thì em nghĩ là đủ.
Đủ. Đã đủ. Mà khoảng bao lâu thì mình nghĩ đến cái điều đó? Em nghĩ để lấy vợ thì em nghĩ khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa, khi mà kinh tế mình vững. Thì lúc đó mình 1-2 năm có định hướng rõ ràng luôn. Rồi hả? Và okay, bây giờ tới nhà gái nè, mình nói về cái đường tình duyên của mình nó như thế nào đi. Hồi nhỏ thì mẹ em cũng thích ăn diện cho em lắm á chị. Thành ra là mọi người cũng hay kêu em là con dâu, cháu dâu này nọ. Hồi năm lớp 8 thì em cũng được mẹ cắt mấy cái tóc mà nó hơi kỳ kỳ, mấy cái tóc đầu nấm này nọ. Nên là có một bạn nam đầu gấu trong trường thích em mà chặn đường em chị, chặn đường đi học của em. Em sợ của em tán cặp vô mặt người ta luôn. Lớp 8 thôi đó hả? Dạ, người ta chặn đường em á chị. Chặn nó làm cái gì? Nó chỉ chặn thôi nên nó kêu là bạn gái đi rồi nó cho đi học. Mới chặn thôi. Em sợ của em tán cặp trên xong em đi học. Là đó là em tính một mối tình của em hả? Người ta có tỏ tình với em rồi chị. Đó là một mối tình chứ. Tại mình tán nó thôi. Không có tán thì chắc cũng tới rồi. Cái mối tình nào lịch sử hơn tình đó nữa không? Thì năm lớp 10 thì em có quen một bạn nam cũng được một tháng. Con gái mà thích đeo đồ cặp á chị. Em đòi bạn mua đồ cặp cho em đeo. Xong em đeo được đâu tuần 2 tuần cái em làm mất. Cũng em không. Em làm mất. Xong cái tụi em cũng không chơi với nhau nữa. Trời ơi. Trời ơi, mối tình học sinh đó. Tại không đền nữa đó. Nó lại mất phải đền. Vậy là hai mối tình nó vậy đó hả? Dạ dạ. Vậy cũng chưa phải là mối tình gì lắm ha. Mặt đâu có đơ đâu. Mặt dễ thương. Mặt cảm xúc mà. Đơ dễ đó, mình tập nó dễ lắm. Tiên học bách khoa. Dạ. Học nghề cơ khí. Dạ. Ủa sao con gái mà học nghề cơ khí nha? Thì do cái đường tình của em nó trắc trở quá, nên em hay kiếm mấy cái môi trường mà có mấy bạn nam á, để em đi vào cho nó đỡ trắc trở. Hợp lý. Đỡ trắc trở. Hợp lý. Đó. Hồi đầu là em học cấp 2 là em có vô chuyên lý. Nhóm chuyên đó thì chỉ có một bạn nam duy nhất và ba bạn nữ. Sau đó cấp 3 cái em dốt lý luôn. Em cũng không định vô bách khoa đâu, mà bạn thân em kêu là bây giờ tao học ở trường đó, mày học trường kế bên đi cho nó trưa hai đứa mình ra ăn cơm trưa. Cái em cũng vô, mà bách khoa nhiều nam mà đúng không anh? Đúng rồi. Đó anh chị thấy không? Cái em vô ai về đâu. Cái môn mà em vô, cái ngành mà em vô toàn nữ không. Cơ khí sao nữ nhiều ta? Cơ khí học yếu nữa luôn. Em học ngành dệt may á chị. Cơ khí nhưng mà... Cơ khí dệt may à? Dạ. Có 8 nam trên 93 nữ. Cơ khí có một câu thơ gì quen thuộc á, nhớ không? Không biết anh bên kia có biết không ta? Có không? Có. Câu gì đâu, đọc thử coi. Thơ thì chắc là em không biết rồi, nhưng mà em chỉ biết là con gái cơ khí thì hơi mạnh mẽ một chút. Em biết là như vậy. Thì em đoán vậy thôi, chứ không biết đúng trong không. Trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi anh. Gái bách khoa như củ sắn lùi anh. Rồi con này có nghe rồi, có nghe. Hồi đó quyết định học bách khoa xong rồi cái thời gian mình học ở trong đó rồi, mình có bị nghe người ta nói là mình khô khan không? Mấy bạn nữ vui lắm chị, ý là chỉ hơi thiếu nam thôi chứ mấy bạn nữ vui lắm. Chính vì quá nhiều nữ cho nên cũng chưa có một móng nào hết. Dạ. Hai mối tình lãng nhách à. Trời ơi, mối tình học trò người ta dễ thương gì kêu lãng nhách. Chưa có, coi như chưa có yêu đó. Thật ra là nó chưa có gọi là tình yêu đâu. Bây giờ mình muốn có một cái người tình như thế nào? Em muốn anh đó phải cao to một chút để còn che chở cho em nữa. Ngó quên rồi, hồi nãy tôi đi qua mà quên. Ký ức tôi quên rồi, không biết có cao to không. Có, ngon lành. Không phải thằng này đâu. Không phải thằng này đâu. Ngon lành. Ngon, còn gì nữa không? Gì nữa? Nếu mà anh biết nấu ăn thì tốt, em thích ăn lắm. Thời sinh viên thì em cũng ở phòng trọ ở ký túc xá. Thì bắt buộc phải biết rồi. Sinh viên thì nấu mì gói đồ thôi. Nhưng mà ai trải thải thời sinh viên thì cũng đều biết nấu hết. Vấn đề là nấu có ăn được hay không. Đúng thôi. Đúng rồi, chứ ai biết nấu hết trơn á. Còn gì nữa không? Dạ, với lại em hơi kém toán. Nên là anh có giỏi toán không anh? Anh kèm toán cho em ra trường. Vậy là đi tìm thầy giáo đi. Vậy là đi tìm thầy giáo đi. Dạ. Nghiệt ngã ghê vậy đó. Thầy toán không? Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em. Dân bách khoa là phải giỏi toán. Bên đây là cơ khí dệt may nên nó hơi yếu yếu về toán. Nhưng mà vô bách khoa là phải toán lý hóa giỏi. Còn gì nữa không Tiên? Đúng thầy rồi đó em ơi. Anh có ăn được đồ ngọt không anh? Còn thực gì? Ra đồ ngọt thì có ăn được nhưng mà... Em thích ăn đồ ngọt lắm. Okay. Con gái mà thích ăn chè nè. Ăn chè, ăn bánh. Dạ, uống trà sữa. Ý là hỏi về cái sở thích ăn uống để coi có hợp nhau để... Vậy nó mua luôn hũ đường để nhà ăn đường đi. Thực ra thì nếu mà ăn bánh kẹo thì ok. Còn trong thức ăn thì em thì người ngoài Bắc á. Thì cái đồ ngọt thì cũng hơi kỵ một chút. Nhưng mà nếu mà người mình yêu thích thì cái đó thì... không sao. Vì rồi. Yêu là làm được hết. Dạ. Còn Cường... tôi thấy cái kia rồi. Đúng rồi. Anh ăn được mắm tôm không anh? Người ta người Bắc là người ta phải ăn được mắm tôm rồi bún đậu mắm tôm. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Bún đậu mắm tôm đặc sản luôn. Bánh ngọt ăn với mắm tôm ngon lắm á.
Thôi, còn yêu cầu của em trai sao nói chị Lan nghe đi. Dạ em thì chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi, vợ chung là biết lo cho chồng, xinh xắn một chút. Xinh là có xinh đó. Dạ chỉ cần mình thôi, còn tính cách theo em nghĩ là có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa dung hòa. Đúng rồi, dung hòa với nhau. Ừ. Dạ. Để hỏi coi bên đây có biết suy nghĩ không nha. Trời ơi, ngại quá. Biết suy nghĩ về tương lai không? Ví dụ như hai đứa sau khi mà quen nhau rồi, có biết suy nghĩ về cái chuyện nhường nhịn nhau để mà xây dựng không? Em bình thường thì em hay chơi với các bạn nữ, rồi em còn là chị cả nữa, nên là em phải nhường nhịn rất là nhiều rồi. Nên là bây giờ em không có yêu cầu quá đáng, nhưng mà em cũng mong anh có thể cho em biết cảm giác được nhường nhịn. À, biết sao chị phải hỏi kỹ không? Tại vì dân Bách Khoa, con gái Bách Khoa cá tính lắm, cá tính mạnh mẽ, cho nên nó có những cái mà các bạn không có được mềm mỏng trong cái chuyện tình cảm á, nên là rất là dễ làm cho các bạn trai hơi bị dội đó, cho nên là chị phải hỏi kỹ về cái vấn đề này. Nhưng mà không, bên đây là không có khô khan gì đâu nha, bên đây là nó hài hước lắm, vui lắm á, hài hước vui vẻ. Bạn gái lắm, kia có nhiều cái cá tính ước vui ác lắm, không có khô khan gì hết trơn, trời á. Thôi Tiên không thích điều gì đàn ông Tiên? Dạ em không thích mấy anh trai mà không tắm xong rồi xịt nước hoa che lên. Sao Thái Sắc, mình có trong tình trạng đó không? Em thì gọi chung là cũng trau chuốt một chút về bản thân. Dạ. Cũng có tắm sạch sẽ mới xịt nước hoa chứ. Dạ có, em cài đây có. Dạ. Bữa nào mà lỡ quên không có tắm thì cũng đừng xịt nước hoa nha. Thôi còn Thái Sắc, mình không thích điều gì ở phụ nữ? Phụ nữ thì em nghĩ là ham chơi và đặc biệt là không hiểu biết. Điều đó là em sợ nhất. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi ký người thân chút xíu. Em trai đi với ai? Em đi với... em chào em đồng nghiệp luôn ạ. À đồng nghiệp hả? Dạ, dạ. Chào em thấy bạn gái bên kia có hợp lý với đồng nghiệp của em không? À, lời đầu tiên cho con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang xem chương trình. À, con tên là Thịnh, là đồng nghiệp của anh Sắc. Thì hai anh em cũng chơi rất thân thì lúc mà vào công ty tới giờ. Nói về bạn gái bên đây thì em thấy bạn gái rất là xinh xắn nha, dễ thương nữa, tính tình thì vui vẻ nè, thấy cá tính là rất phù hợp với anh rồi đó. Hôm là bạn gái hai anh chị có cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau hơn vậy đó. Em đi với ai Tiên? Dạ em đi một mình chị. Dạ. Thôi không sao, ở đây là mọi người sẽ cho em ý kiến nhiều hơn nữa, nhưng mà quan trọng vẫn là cái cảm giác của mình. Dạ. Bây giờ ta mở rào nha. Bắt đầu. Mở rào. Em đi cũng chuẩn bị sẵn một cái món quà, thì chắc cái này là sở thích của em rồi, thích ăn đồ ngọt đúng không ạ? Món quà này thì anh cũng gửi cái tâm tư vào đây là chúc em tìm một người đàn ông ngọt ngào y như cái bánh kem này. Dạ. Thì em thì có sở thích là đọc truyện. Truyện tranh này là của một tác giả Việt Nam. Thì cái bộ truyện này tên là 17 năm ánh sáng. Nó nói lên cái quá trình mà hai người theo đuổi nhau, một người theo đuổi một người còn lại, giống như là âm thanh mà theo đuổi ánh sáng gì đó. Thì em tặng anh, okay, mong là anh sẽ thích. Ừ, anh cảm ơn. Rồi, mình về ghế ngồi đi. Ta bắt đầu trò chuyện với nhau đi các bạn. Sorry, nãy giờ anh cũng hơi run một chút á, thành ra vẫn chưa biết được tên của em á, có nghĩa là không nhớ. Dạ, em tên là Mỹ Tiên anh. Mỹ Tiên. Cô Tiên xinh đẹp. Anh cứ nhớ vậy đi. Thôi ta tính. Okay. Có bài hát Cô Tiên năm 2000 đó. Dạ đúng rồi. Em là học ngành cơ khí, là hiện tại là ra trường, gần ra trường đúng không? Dạ. Ủa là em Thủ Đức là đoạn nào ta? Ở đường nào? Bởi vì anh cũng ở Thủ Đức á. Em mới gần ngã tư MK anh. Thực ra là anh mới vô thành ra không À dạ. Vậy mà ông hỏi. Có nghĩa là biết là Thủ Đức là gần thôi, còn anh là do mới vào nên không rõ đường ở đấy trong này lắm. Dạ. Em có điều gì cần hỏi anh không? Anh thấy em có với anh không? Với anh không? Với, gọi chung là xinh đẹp. Vậy là mình đi làm rồi đúng không anh? Đúng rồi, anh xin làm. Thì anh có dành thời gian ra để ở bên em được không? Thực ra hiện tại là anh đang ở trong này một mình. Thì cũng muốn có một người phụ nữ buổi tối thì có thể là ngồi nói chuyện sau cái quá trình công việc bị áp lực hay gì đó, thì có cần một người tâm sự. Ủa buổi tối thôi, còn buổi sáng không được anh? Buổi sáng thì đi làm. Buổi sáng bà đi học bà ơi. Trời ơi, em online luôn. Buổi sáng làm đi, làm gì có thời gian. Chỉ có cuối tuần thôi. Dạ. Hỏi rồi, bây giờ ví dụ sáng em muốn anh qua anh đưa em đi học, rồi mình ăn sáng rồi mình đi, rồi em đi học anh đi làm được không? Thôi ngại anh chịu. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, trao đổi cho nhau nghe đi. Thực ra thì đối với em hôn nhân có nghĩa là người Bắc hơi có cái gì đó nó hơi hơi giống như truyền thống một chút.
Đối với em hôn nhân là cả đời, có nghĩa là mình sẽ sống với người phụ nữ mà mình yêu, là người vợ của mình là sẽ sống cả đời với người đó. Ba mẹ em hôn nhân cũng tan vỡ nên là em cũng muốn có cái gì đó nó vững chắc một tí. Em cũng hơi sợ cái hoàn cảnh quá khứ nó lặp lại á. Em thì chủ trương của em là không cần quan trọng là bề ngoài như thế nào, nhưng mà chỉ quan trọng là người đó có cái tính cách mà mình yêu thích thì em có thể sửa đổi bản thân cho phù hợp với lại nửa kia. Còn những việc nữ công gia chánh nếu em không biết thì em có thể học và anh có thể chỉ em dần dần cũng được. Em có thể nói rõ cho anh là em thích người đàn ông tính cách như thế nào? Em thích người đàn ông tinh tế. Chữ tinh tế cũng có nhiều điều quan trọng lắm anh. Đúng rồi, chính xác. Thực ra thì anh cũng nói luôn là anh không tinh tế, bởi vì là em hiểu là dân kỹ thuật có cái gì đó nó hơi khô khan. Dạ. Bây giờ bạn trai có thể hát tặng bạn gái một bài hát nào đó. Mình tới mình nắm tay bạn gái mình hát đi. Tiến tới. Dạ. Sau đây em xin hát ca khúc là Say You Do đi. Một đoạn là Say You Do nhé. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, tại vì mình còn trai phải làm sao. Anh run dữ vậy anh? À, run lắm. Hơi run một chút. Dạ, anh run. Run bập bập bập. Hơi run. Dạ. Em hát lại đi. Hả? Em á? Em hát đi. Em hát lại đi. Hát. Điều em hát một câu thôi được không anh? À, ok. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Mới nửa câu. Hay đó. Quên lời mọi người. Bây giờ hai bạn về chỗ nè. Bây giờ mình sẽ để tay mình nút bấm đi. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm ngay vào nút bấm đó. Bạn gái là một người còn rất trẻ nhưng bạn ấy rất là năng động đó nha. Bạn ấy rất là vui tính luôn á, cá tính nữa, chủ động luôn á, có sự trải nghiệm nhiều đó. Bạn nam này cũng là một bạn người rất là sâu sắc. Đúng rồi, bạn gái hài hước lắm đó. Hai bạn này đẹp đôi. 1 2 3. Rồi, chúc mừng các bạn. Đâu quá bạn. Em đâu quá, em bấm nhanh quá vậy, trời nhanh vậy. Đâu, em rất tự động mà, cái gì càng sớm càng tốt. Hãy nắm tay đi, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau đó. Nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ chăm sóc được mối tình này, nó sẽ đủ lớn. Gia đình của bạn gái cũng đang theo dõi chương trình đó, hãy nói vài lời với người lớn đi. Thì trước tiên cho cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác. Với em tiên thì hy vọng bác có thể gửi gắm em ấy cho cháu. Cháu có thể chăm sóc, có nghĩa là trong cái quãng thời gian tới thì cháu sẽ cố gắng, nói chung là cho cái sự nghiệp của mình, để làm sao đó làm cái chỗ dựa vững chắc nhất cho tiên.